thì đối với từng công ty thì họ sẽ hỏi các cái kiến thức khác nhau. Như ví dụ như ở bên chị chẳng hạn nhé, ví dụ như bên chị tuyển vị trí về Node.js đi, các em đúng không? Thì sẽ có một câu hỏi mà chắc chắn bên chị sẽ hỏi các bạn này, đấy là em có biết viết API không? Đó, đấy là cái câu hỏi chắc chắn về mặt kiến thức chuyên môn là bên chị sẽ chắc chắn sẽ hỏi. Còn đa phần thì thường bên chị sẽ là bám vào cái dự án mà trước đấy các bạn sẽ làm và yêu cầu các bạn mô tả lại dự án đấy, các bạn làm như thế nào. Đó, thì đấy sẽ là cái mà bên chị sẽ hỏi. Đó, còn các bên khác thì chị thấy rằng là bao giờ cũng thế, họ sẽ thường sẽ có một cái bài test sàng lọc về kỹ năng chuyên môn trước. Cái trên chị biết là có rất nhiều các cái trang các bạn có thể làm các bài test thử cho chuyên ngành của mình. Đó thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm, hoặc ví dụ như bản thân FUNiX bên chỗ trang chắc là bọn em cũng sẽ có các cái bài test về chuyên môn cho các bạn ấy tham khảo đúng không? Đó, thì chị nghĩ rằng là thứ nhất này mình nắm chắc cái kiến thức cơ bản này, thứ hai đấy là mình nắm về các cái dự án mình đã làm, mình nắm rõ, và thứ ba nữa đó là mình có thể làm trước sẵn các cái bài test đó, thì hoặc là thứ tư nữa là hiện nay ấy, các cái group liên quan đến nhân sự, đặc biệt là nhân sự về công nghệ thông tin rất là nhiều, bọn em có thể tham khảo ở trên đó những cái câu hỏi mà các nhà tuyển dụng hay hỏi. Đấy, thì chị nghĩ là với những cái kiến thức như thế thì em hoàn toàn có thể tự tin. Còn về vấn đề châm trước thì chị nghĩ là có, ví dụ như bên chị có thể là một vài cái câu hỏi về kiến thức em chưa trả lời được, nhưng mà trong các cái câu hỏi liên quan đến tư duy logic chẳng hạn em ok, thì bên chị lại đánh giá rất là cao những bạn như thế. Đó, tại vì những bạn mà có tư duy logic tốt ấy, khả năng học hỏi của bạn chắc chắn sẽ tốt. Đó, thì có thể là kiến thức bạn chậm một tí nhưng mà vào chắc chắn đào tạo bạn rất nhanh.